Vâng, và để tiếp nối chương trình giao lưu âm nhạc để chúc phúc cho rể của dâu trong buổi trưa trưa ngày hôm nay, thì cho phép xin mang đến tới cho tất cả các khách có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay một ca khúc mà được mang tên Vì Là Yêu, và xin mời tất cả cùng thưởng thức ca khúc này. Xin cảm ơn Zinao rất nhiều với một ca khúc phải nó rất là nóng và chất lượng cũng phải